Trong giải cờ tướng Nghĩa Ô Thượng Khai Bôi năm 2019 diễn ra tại tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, có ban đấu giữa danh thủ Triệu Vương Hâm đại chiến danh thủ Trịnh Vũ Hoàng diễn ra khá hấp dẫn với những miếng đánh cực hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ván đấu này. ván này thì Trịnh cầm đỏ đi tiên, Triệu cầm đen thủ hậu diễn biến của ván đấu diễn ra sau. Mời các bạn theo dõi. Đến đây thì chịu buông cờ đầu hàng, chỉnh cầm đỏ đi tiên giành thắng lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.